Chào mừng em đã trở lại với kênh Dụng Cụ Hình Gia. Thì hôm nay em mới về được một cái lô máy bơm hơi mini của Hukan. Đó, mã của nó là HM21G1Z1000. Thì cái phiên bản này là cái phiên bản cải tiến của cái phiên bản là HM21Z1000. Đó, thì năng này là mẫu Gen 1 ha. Anh em có thể thấy là cái bao bì họ cũng thay đổi nâng cấp lên này. Đó, nhìn cái bao bì nó chắc chắn và nó đẹp hơn. Ở trong này thì nó có thêm cái mút shop này. Đó, thì bảo vệ máy nó chắc chắn ha. Đó, đi kèm theo phụ kiện theo thì nó cũng sẽ có một cái tẩu bơm này và hai cái đầu bơm phao và một cái đầu để bơm banh nha anh em. Thì cái mẫu này nó bên hãng nó đứt hàng cũng khá là lâu rồi ha. Đợt trước Tết em có về một lô nhưng mà lỗ cũ thì cũng đi rất là nhanh. Đó, đợt này thì nó về thêm cái mẫu mới. Anh em nhìn cái bao bì nó đẹp hơn hẳn ha. Rồi, thông số của máy hôm nay sử dụng điện áp 21V. Thì anh em lưu ý là chân pin đó là chân pin phổ thông nha anh em. Cái này là chiều dài của cái thân máy với cái ống nối là 40cm ha. Đó, rồi cái này là lưu lượng khí ha, là 30 đến 60 lít. Rồi, cái độ ồn thấp ha. Đó, nói chung là con máy như thế này. Đó, nhìn khá là ok nha anh em. Rồi, cái con máy này thì giá của nó là 540.000, 540.000 một chiếc máy, cái thân máy ha, chưa bao gồm pin sạc nha. Anh em lưu ý là cái này nó sẽ sử dụng chân pin phổ thông M21, tức là anh em nào mà có pin của Makita hoặc là pin Hukan, pin Makan gì, nói chung là chân phổ thông là chân như thế này thì anh em là đều có thể gắn vào xài được nha. Đó, chân phổ thông ha, gắn vào xài ok. Rồi, giá của con này là 540.000. Đó, bình thường giá 540.000. Thì đợt này cái lô này nó mới vừa về nên là em sẽ hỗ trợ cho anh em mức giá đó là 500.000 ha, và hỗ trợ là bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn. Cái số lượng thì nó sẽ có giới hạn. Anh em nào mà mua sớm thì em sẽ hỗ trợ được cái mức giá này, còn anh em nào mua chậm quá thì khi mà cái số lượng nó vơi bớt thì cái giá nó sẽ là 540.000 nha, bán theo cái giá niêm yết của hãng. Đó, chỉ có hiện tại thì cái lô này về thì em sẽ hỗ trợ cho anh em cái mức giá ưu đãi chút xíu 500.000 bao ship ha. Rồi bây giờ em sẽ test cho anh em ha. Rồi anh em lưu ý là cái con bơm này thì anh em có thể bơm ô tô thoải mái nè, ô tô xe máy, rồi bơm banh, bơm phao gì đó rất là ok ha. Tại vì cái lưu lượng khí của nó, lưu lượng mà hơi của nó rất là lớn nên là bơm rất là nhanh chóng nha. Bây giờ em sẽ test bơm trên xe máy cho anh em coi. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành test cái bơm này ha. Thì cái này là sử dụng chân pin phổ thông nha. Anh em nào có pin phổ thông thì anh em gắn vào thì đều có thể là sử dụng được ha. Rồi bây giờ đây là cái bánh xe ha, thì em sẽ xả hơi nó ra. Đó, xả cho nó về không luôn, rồi em sẽ test thử cho anh em coi cái máy này nó bơm nhanh cỡ nào ha. Thì đối với cái bơm này thì nó có thể bơm được ô tô, xe máy hoặc là xe đạp đều được nha anh em. Nó sử dụng cái pin phổ thông mà 21 nên là anh em không có sợ nó bị thiếu hơi ha. Và nó bơm rất là nhanh. Rồi, em xả gần như là về không luôn ha. Hết hơi luôn rồi. Rồi thì anh em sẽ set up trước. Thì cái sợi dây này nó sẽ dài được là 40cm nha. Nên là anh em vào những cái ngóc ngách đồ cũng khá là ok ha. Thì ở trên này là cái nút công tắc. Nút công tắc ha. Đó, nút công tắc thì anh em có thể là chốt nó lại đó. Tức là anh em có thể chốt lại hoặc là ở dưới này nó có một cái nút khóa để anh em khỏi mở tay đó. Còn anh em ví dụ bơm nhanh thì không cần chuyển luôn cũng được ha. Rồi ở đây thì nó sẽ có các cái đơn vị này, PSI này, đơn vị 3 này, rồi đơn vị KPA này, rồi đơn vị kg trên cm khối đó. Thì em hay sự quen với sử dụng là kg trên cm khối nên sẽ để đơn vị này và em sẽ set trước ở mức đó là 2.15. Đó, thì cái bánh xe này đâu đó khoảng tầm 2.15 nha. Bây giờ em sẽ cắm vào để em bơm cho anh em coi. Nó rất là đơn giản nha. Cái đầu này thì cũng đầu gài nhanh ha. Đó. Rồi, sau khi gắn vào thì anh em có thể là thấy áp suất của cái này nó đang về không luôn nè. Cái bánh xe là nó gần xỉ hết hơi luôn rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành bơm. Đó, anh em chỉ cần giữ như thế này. Đó, đồng hồ nó sẽ nhảy nha. Áp suất tăng rất là nhanh ha. Thì khi nó đạt được cái mức mà cố định mình set trước đó là 2.15 á thì nó sẽ tự nhắc cho anh em. Đó.
Khi mà đủ áp 2.15 thì nó sẽ tự ngắt ha. Bây giờ bớt công tắc thì máy nó cũng không có chạy nữa. Nó rất là hay nha. Thì bánh nó là cứng rồi. Thì cái thời gian bơm rất là nhanh ha. Nó bánh cứng ngắt luôn. Thì anh em có thể thấy á, thì với cái con bơm này nó rất là mạnh mẽ, bơm rất là nhanh, thì nó sẽ phù hợp cho những anh em nào làm xe máy hoặc là ô tô bỏ theo đồ, anh em có thể sử dụng rất là linh hoạt và hiệu quả. Bơm phao đồ cũng được luôn. Đó, có rất là nhiều đơn vị để điều chỉnh ở đây. Và đặc biệt là cái giá hiện tại đang rất là ưu đãi ha. Em đang hỗ trợ cho anh em giá đó là 500.000, đồng thời hỗ trợ 3 ship cho anh em trên toàn quốc. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ vào số điện thoại của Dụng Cụ Anh Gia. Em sẽ tư vấn và hỗ trợ thêm nha. À, sản phẩm thì sẽ được bảo hành cho anh em là 6 tháng ha. Nên là anh em yên tâm sử dụng. Rồi, cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.